Ronaldo khóc vì nhiệt huyết hay cay cú? Tôi tự hỏi, Ronaldo khóc vì khát khao cống hiến hay là sự cố chấp của một cầu thủ chưa thể chấp nhận mình đã qua thời kỳ đỉnh cao? Có rất nhiều người thiếu sự cảm thông và luôn tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tại sao Ronaldo lại không được khóc khi trận đấu chưa kết thúc? Thủ lĩnh, đội trưởng, đầu tàu thì sao? Tất cả cảm xúc của Ronaldo xét cho cùng cũng chỉ là bình thường của con người. Hơn ai hết, Ronaldo chắc chắn rất khao khát ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong giải đấu lớn gần như cuối cùng của sự nghiệp. Và càng hơn thế nữa khi đây là trận đấu loại trực tiếp, quyết định thành bại của Bồ Đào Nha. Ronaldo hẳn đã cảm nhận rõ những sai lầm của mình khi sút hỏng quả penalty quan trọng đó, không chỉ cho thành tích của bản thân anh mà còn là trách nhiệm với cả đội tuyển quốc gia. Nếu ai hiểu những áp lực khủng khiếp đó mà một cầu thủ lớn như Ronaldo đang phải gánh hẳn sẽ hiểu và không trách anh. Chúng ta chỉ là người xem bóng đá, vì vậy hãy công tâm và tận hưởng trọn vẹn trận đấu bằng cảm xúc chân thật của mình. Thời gian thi đấu đỉnh cao của Ronaldo không còn nhiều, nên hãy xem những điều đó là những khoảnh khắc thú vị ở giải đấu lần này nói chung và cá nhân CR7 nói riêng. Đó là quan điểm của độc giả Son Sentan sau khi chính hành động bật khóc nức nở của siêu sao 39 tuổi giữa trận đấu với Slovenia tại vòng 1/8 Euro 2024. Ở phút 104, đội trưởng Cristiano Ronaldo đã đá hỏng phạt đền khiến Bồ Đào Nha không thể kết liễu đối thủ sau hai hiệp phụ và buộc phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Chứng kiến đàn anh rơi nước mắt khi trận đấu chưa kết thúc, nhiều đồng đội đã phải chạy tới dỗ dành. Hành động của Ronaldo đã vấp phải nhiều chỉ trích. Cụ thể, danh thủ Đức Didi Hamann chê Cristiano Ronaldo chỉ nghĩ về bản thân và có phản ứng đáng xấu hổ khi khóc nức nở vì đá hỏng phạt đền giữa trận. Đội có 26 cầu thủ, 20 nhân viên, khoảng 30.000 hay 40.000 người hâm mộ trên sân. Bạn phải giữ cảm xúc. Tôi nghĩ phản ứng đó thật đáng xấu hổ và không bình thường. Tôi chưa từng thấy điều gì đó như vậy, bởi một khi bạn thể hiện cảm xúc, một khi bạn xúc động thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Hamann bình luận. Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Trí Hoàng cũng chỉ trích thái độ thi đấu của CR7, Ronaldo đã khóc từ World Cup đến Saudi Arabia và giờ là Euro. World Cup thì không nói vì đó là danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới và CR7 cũng chưa giành được lần nào. Nhưng một cầu thủ 39 tuổi đã 5 lần vô địch Champions League, giành được đến 5 quả bóng vàng, 4 chiếc giày vàng, nói chung là trên vạn người, thậm chí từng vô địch chính giải đấu Euro này, thì cớ gì phải tự đặt cả đống áp lực lên bản thân mình như vậy? Tôi tự hỏi, Ronaldo khóc vì khát khao cống hiến hay là sự cố chấp của người chưa thể chấp nhận mình đã qua thời kỳ đỉnh cao? Nếu CR7 thật sự nghĩ cho đội tuyển Bồ Đào Nha và nhận ra mình giờ giống một gánh nặng hơn là một vũ khí sắc bén, thì tại sao anh không nhường quyền thực hiện penalty cho đồng đội khác, hay thậm chí là nhường suất dự Euro cho một cầu thủ khác ngay từ đầu? Phải chăng do truyền thông và fan của Ronaldo đã tung hô quá đà? Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.